Hôm qua, ông Lê Chí Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình bị tốc mái do dông lốc trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Đoàn đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 25 hộ có nhà bị tốc mái tại các địa phương trong thời gian qua do ảnh hưởng của dông lốc với tổng số tiền 115 triệu đồng, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ xảy ra 6 đợt mưa lớn, dông lốc và sạt lở, làm sập 12 căn nhà, tốc mái 81 căn, siêu vẹo 2 căn, sạt lở 1 căn nhà và 1 nhà kho, một người tử vong, đổ ngã qua màu và cây ăn trái với diện tích thiệt hại hơn 7,1 hectare và gây nghiêng ngã 18 trụ điện hạ thế, ước tính thiệt hại 13 tỷ 800 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đến nay trên 614 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.